hỏi: "Tại sao không có một pháp giới cho ma quỷ?" Đáp: "Chúng nó giống như loài đạo tặc thổ phỉ, có tính cách như đội du kích, đi lung tung khắp chốn, không có một chỗ nhất định, cũng không có người cai quản chúng. Ma thì giống như loài quyến thuộc của loài giặc cướp này. Như bọn thổ phỉ trên thế gian, họ là người, nhưng không phải người người đều là thổ phỉ. Cho nên không có pháp giới của bọn giặc cướp hay thổ phỉ, bọn này và ma quỷ cũng giống nhau thôi." Hỏi: "Khi niệm Phật con như quên hết mọi việc, có lúc lại quên cả hít thở. Xin hỏi đây có phải là hôn trầm hay không?" Đáp: "Vậy thì chết có phải là tốt hơn không?" Hỏi: "Tại sao con cảm thấy rất sợ hãi quỷ thần, nhất là vào ban đêm? Thật là có quỷ thần hay không?" Đáp: "Lúc ở Mã Lai đã có người hỏi tôi về vấn đề này rồi. Ông ta hỏi: rốt cuộc là người sợ ma hay ma sợ người? Tôi đáp: nếu trong tâm ông có ma, tức là người sợ ma. Còn nếu trong tâm ông không có ma, thì là ma sợ người." Hỏi: "Giữa tự độ và độ tha thì cái nào quan trọng và nên làm trước?" Đáp: "Tự độ, độ tha vốn không có nặng nhẹ, đều là giống nhau. Con mà muốn biết nặng nhẹ, tức là sai lầm rồi." Hỏi: "Xã hội Đài Loan vốn rất giản dị và chân thật, nhưng hiện nay con người lại đam mê vé số, phiếu cổ phần. Vì vậy mà khiến không cho ai nấy ở Đài Loan cũng đều trở thành người chạy theo chủ nghĩa tôn bái tiền bạc. Xin hỏi, Đài Loan phải như thế nào mới có thể cải thiện được những hiện tượng như trên?" Đáp: "Thì học làm người ngu si một chút đi. Bởi vì nếu họ biết chơi mấy thứ vé số hoặc phiếu cổ phần là đã quá thông minh rồi. Họ chỉ muốn thu lợi chứ không chịu ra công làm, hay cứ muốn thâu thóc lúa mà không chịu trồng trọt. Đây là những tập tục ngược đời vậy." Hỏi: "Làm sao thoát ra khỏi tam giới để nhập vào cửa giải thoát?" Đáp: "Chú không ở trong tam giới, tức là đã ra khỏi tam giới rồi." Ha ha ha,